Xin chào các bạn, mình là Bà Tải VN ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái bộ rất là đẹp. Bộ này được sản xuất bởi đây ha, Design Making, in bởi Legend Blendcard. Đó, rất là dễ thương. Thì mình sẽ xem bên trong bộ đó như thế nào ha. Thì cái bộ này nói về Culture Blendcard thì nó sẽ nói về bốn nước: China, Italia và USA, và một nước nữa đây ha, không biết nước gì hết, để xem thử bên trong đã. Đây là bộ set limited ha, nó có 1000 bộ thôi. Đây là bộ thứ 233. Legend Blendcard thì họ ở Đài Loan, Hồng Kông. Một hãng in bài rất là nổi tiếng ở châu Á ha. Nhưng mà hiện tại thì mình ít thấy họ ra bài mới, không biết mình có cập nhật thiếu cập nhật không, nhưng mà theo bản thân mình thì họ chỉ đi in bài thôi, chứ họ không ra bài mới mấy. Hồi xưa họ có rất nhiều set nổi tiếng nha, rất là set nhiều. Các bạn thấy không, cái hộp rất là đẹp. Hộp giấy, giấy làm rất là đẹp, in rất là đẹp, dễ thương. Đề hộp rất là nhám ha, các bạn thấy không, rất là nhám. Màu sắc rất là tươi tắn. Đấy, design bởi Viking Chan. Thông thường những cái bộ mà họ làm về nghệ thuật hay là cái gì đó du lịch quảng bá vậy thì họ thường thường không in nhiều ha. Nhân dịp gì đó thì họ chỉ in số lượng ít thôi, để là kỷ niệm thôi. Đấy, các bạn thấy không? Cái giấy của Legend mình rất là thích ha. Giấy rất là trơn. Các bạn nào mà thích fan á thì cực, giấy này fan cực đã luôn. Đó. Giấy này rất cực đã luôn. Giấy này khác giấy của UFC nha các bạn nha. Đó, thấy không? Cắt mà. Sợ rất là thích. Đấy. Xem coi. Ồ. Cái set này, cái bộ bài này thì nó không có xếp theo một cái thứ tự gì ha. Mình khui ra mình đã thấy là nó như vậy rồi. 10 nè, sư tử nè. À, đẹp. Một bách nè. Mà rất là dễ thương. Cái cạnh của nó bạn sờ cực kỳ mịn tay luôn, không hề thô ráp. Rất là đẹp. Bồi đầm. Đây là một full custom. Đây các bạn thấy là hai cái rocker nè, quá dễ thương. Sói. Wow, quá đẹp, một set quá đẹp, bộ quá đẹp, quá dễ thương luôn. Một như nó xếp hơi stuck hay sao các bạn. China này, thủ đô, Bắc Kinh này, có tên Trung Quốc, với Trường Thành này, cờ Mỹ này, Washington DC này, cola, hot dog, văn hóa ẩm thực, bóng rổ, xe tự do, Pháp, Hà Lan, Amsterdam nè. Bộ này rất là dễ thương. Mà giấy cực kỳ đã nha các bạn. Giấy rất là đã. Quá dễ thương và rất là đã.
Giấy nó hơi cứng xíu nhưng mà cực kỳ trơn, đã lắm. Phê quá. Quá phê. Tuyệt đẹp nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.